Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi mùi tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Người tuổi Mùi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với nhiều chuyện không như mong muốn xảy ra vào tháng 11 năm 2021 âm lịch này. Hãy luôn cố gắng phấn đấu vươn lên, đừng để những khó khăn tạm thời kéo bước chân mình, khiến mình bỏ cuộc giữa chừng. Do phải chịu tác động lớn của cục diện tí mùi tương hại, bản mệnh sẽ phải làm việc khá vất vả trong khoảng thời gian này mà ít nhận được sự giúp đỡ của người khác. Thậm chí, kẻ tiểu nhân xuất hiện thường xuyên còn khiến bạn gặp thêm nhiều rắc rối, phải tốn nhiều thời gian mới giải quyết êm xuôi. Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi mùi âm lịch khuyên bản mệnh chớ nên có những suy nghĩ tiêu cực, than thân trách phận, bởi càng như vậy thì bạn lại càng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn. Tài lộc không có dấu hiệu tiến triển tích cực, thậm chí bạn còn phải cố gắng nhiều nếu muốn bảo vệ thành tích mà mình làm ra. Chớ vội tin tưởng, trao đổi mọi chuyện với người mà mình không biết rõ, nếu không bạn sẽ bị kẻ xấu giáp tâm chiếm mất công lao đấy. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều điểm sáng thậm chí, bản tính cao ngạo, nóng nảy khiến người độc thân khó có thể chiếm được thiện cảm của người khác. Đồng thời, bạn cũng thường đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho người bạn đời tương lai nên ít có cơ hội tìm được người thực sự ưng ý. Mối quan hệ vợ chồng cũng có nhiều vướng mắc, hai người ít tâm sự, chia sẻ với nhau. Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện sự nghiệp. Cục diện tương xung khiến người tuổi mùi phải chịu đựng nhiều tác động xấu gây ảnh hưởng đến sự nghiệp thời điểm này bạn chỉ cần cố gắng duy trì hoàn thành nhiệm vụ của mình là tốt lắm rồi nhiều mục tiêu cao xa khó có thể đạt được thành quả như ý muốn con giáp này cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình tránh giữ quan hệ thân thiết với người mang lại ảnh hưởng xấu cho bản thân đó có thể là những kẻ đang chờ đợi một cơ hội bạn lơ là để cướp công lao của bạn trong một tập thể bạn hãy điềm tĩnh hơn trong cách cư xử không có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương người khác ảnh hưởng đến các mối quan hệ Chính vì tháng này bạn ít có cơ hội gặp được quý nhân nên bạn càng phải ít gây thù chuốc oán với người khác. Đừng khiến công việc của mình vốn đã tiến triển khó khăn rồi lại còn bị người khác cản trở. Nguyệt lệnh quan đới cũng không đem lại nhiều sự trợ giúp tích cực cho bản mệnh nếu bạn vẫn tiếp tục hành xử một cách nóng nảy, bất cẩn. Làm việc gì bạn cũng cần nhìn trước ngó sau, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình. Bạn là người chủ động, xông xáo thật đấy, nhưng chính vì vậy mà bạn thường không cân nhắc được chu toàn mọi vấn đề tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện tài lộc. Người tuổi mùi không đưa ra được nhiều quyết định chính xác, cộng với việc phải chi tiêu tốn kém nên vận trình tài lộc khó có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 11 âm lịch này. Bạn cần phải cố gắng thật nhiều, đồng thời cẩn thận hơn trong mọi việc mới tránh được việc làm ăn thua lỗ. Dưới tác động của cục diện tương hại, người làm ăn kinh doanh cần hết sức cẩn trọng trong việc giao thiệp, hợp tác với các mối khách hàng, đối tác của mình. Bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ dê, dụ dỗ của người khác khi chưa kiểm chứng thông tin. Làm việc gì, bạn cũng cần phải xác định được những nguồn thông tin chính xác rồi mới đưa ra quyết định. Người làm công ăn lương cũng sẽ phải trải qua một tháng với nhiều vất vả. Bạn làm nhiều nhưng được hưởng ít, thậm chí còn bị kẻ khác hãm hại nẫng tay trên công lao. Do đó, bạn cần phải cẩn thận trong mọi việc, chớ chủ quan lơ là ngay cả trong những công việc quen thuộc nhất. Việc hợp tác với đồng nghiệp cũng cần chú ý hơn trong tháng này. Quan đới các tinh xuất hiện là dấu hiệu giúp bản mệnh tin tưởng hơn vào tương lai. Chỉ cần bạn dành tâm huyết cho công việc, hạn chế tính tình nóng nảy, sinh chuyện thị phi với người khác thì mọi việc sẽ dần dần ổn định trở lại. Thậm chí, bạn tìm được hướng giải quyết cho những khó khăn trước mắt, khiến mọi người phải nhìn nhận bằng ánh mắt khác xưa. Tuy nhiên, tiểu hao khuyên bạn nên chi tiêu tiết kiệm hơn. Khi đồng tiền không mấy dư giả, bạn cũng cần giảm bớt các nhu cầu không thực sự cần thiết của mình hãy luôn có một khoản tiền để dành dự phòng cho những tình huống bất ngờ không mong muốn xảy ra. Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi mùi âm lịch, cục diện tương hại ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuyện tình cảm của người tuổi mùi, khiến lứa đôi có dấu hiệu dạn nứt nếu không quan tâm để ý và nhanh chóng tìm cách khắc phục thì có thể dẫn đến hậu quả khó lòng cứu vãn những quan điểm đối nghịch liên tiếp xuất hiện khiến vợ chồng bạn khó tìm được tiếng nói chung thậm chí có những người rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng những lúc thế này bạn càng phải nhắc nhở bản thân quý trọng những gì mà mình đang có đồng thời không nên yếu lòng giữ quan hệ quá mức thân thiết với người ngoài những người độc thân dường như không tin tưởng vào tình yêu nên bạn cũng chẳng muốn tìm hiểu bất cứ ai dù cho được người quan tâm chăm sóc đi nữa bạn cũng không nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài được lâu Hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy và tận hưởng hiện tại nhiều hơn, bởi nếu bạn cứ lo trước lo sau như vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ đến được với bất cứ ai. Muốn tình yêu lâu bền, cả bạn và đối phương đều phải cố gắng để thay đổi và dung hòa, bạn không nên nghĩ đến việc hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm của đối phương. Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Mùi nhìn chung là ổn định, dù công việc vất vả khiến bạn thường xuyên phải lo nghĩ, căng thẳng. Hãy cố gắng hướng bản thân đến những suy nghĩ tích cực, tham gia nhiều hoạt động tập thể, hoạt động ngoài trời hơn để giảm bớt căng thẳng. Khi gặp phải những chuyện không mong muốn, bạn cần chia sẻ tâm sự với người thân thiết nhiều hơn, đừng giữ mọi chuyện ở trong lòng. Khi làm việc, người trẻ tuổi chớ bắt bản thân làm việc quá sức, chú ý nghỉ ngơi thư giãn phù hợp người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi trong tháng 11 năm 2021 âm lịch. Tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, làm việc vất vả, ít nhận được sự giúp đỡ của người khác. Quý nhân, hợi, mão. Tiểu nhân, tuất thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, đề phòng kẻ tiểu nhân, chú ý khi xây dựng quan hệ với người khác. Quý nhân, ngọ, tỵ Tiểu nhân, thìn, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Tuổi kỳ mùi, thuộc mệnh hỏa nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, không tin tưởng vào chuyện tình cảm, khó mở lòng với người khác. Quý nhân, tỵ hợi. Tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. Tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, nam thái bạch, nữ thái âm khẩu quyết, tình cảm nhạt nhòa, các cặp đôi có dấu hiệu đồng sàng dị mộng. Quý nhân, mão, ngọ. Tiểu nhân, tí, thìn. Màu sắc may mắn, cà phê, nâu. Tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, nên cẩn trọng trong các quyết định đầu tư, chớ nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Quý nhân, mão, tỵ Tiểu nhân, tất sửu. Màu sắc may mắn, xanh, đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Mùi trong tháng 11 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.